Xin chào mọi người đã quay trở lại với điểm tin công nghệ trên Trendy Channel. Bộ thiết bị đeo mới AR sẽ được Apple tung ra với hệ điều hành mới vào năm 2020. Đây có thể sẽ là cú hích lớn sau iPhone. Theo nguồn tin từ Bloomberg, thì Apple đang phát triển một thiết bị đeo AR độc lập chạy một hệ điều hành tùy biến độc lập mà không cần qua thiết bị điện thoại, sẵn sàng tung ra thị trường vào năm 2020. Giống như là tvOS cho Apple TV hay là macOS chạy trên Mac và watchOS chạy trên đồng hồ Apple, thì ROS sẽ là hệ điều hành cho thiết bị đeo AR của Apple. Justin trước đây là quản lý phần mềm cho các trò chơi và đồ họa tại Apple, là một trong những giám đốc của nhóm phần mềm ROS. Các kỹ sư của Apple được cho là hiện đang tạo mẫu cho một loạt các ứng dụng để sử dụng trong AR và họ dùng trong HTC Vive để thử nghiệm chúng. Theo thông tin từ Bloomberg thì công ty cũng đang phát triển một thiết bị tương tự như Gear VR sử dụng cho iPhone, mặc dù nó chỉ được phát triển cho mục đích thử nghiệm nội bộ. Vẫn chưa biết cách thức người dùng sẽ kiểm soát hoặc tương tác với thiết bị AR của Apple, nhưng Apple vẫn đang thử nghiệm các cử chỉ đầu điều khiển thông qua cảm ứng và lệnh thoại Siri. Phạm vi ứng dụng AR hiện đang được tạo mẫu bao gồm các ứng dụng bản đồ và văn bản, cũng như là các công cụ tiên tiến hơn, chẳng hạn như là phòng họp ảo và phát lại video 360 độ. Bloomberg cho biết thì Apple đã lên kế hoạch để tất cả các công nghệ sẵn sàng vào năm 2019 và bắt đầu ship sản phẩm từ năm 2020. Bộ thiết bị đeo AR độc lập sẽ có một chip mới và chạy một hệ điều hành tùy chỉnh dựa trên iOS được đặt tên là ROS, viết tắt của hệ điều hành thực tế Reality Operating System. Hồi đầu năm thì CEO Tim Cook đã gọi AR là một ý tưởng lớn như điện thoại thông minh và công ty cũng đã bước những bước đầu tiên trong lĩnh vực này khi ra mắt AR Kit cho iOS 11. Có thể nói là sự quan tâm đến công nghệ tăng cường thực tế AR đã được khẳng định tại thời điểm này. Tiếp theo cũng là thông tin liên quan đến nhà táo, nhưng mà mình sẽ nhấn mạnh đến giá cả lẫn là lần mở bán đợt 2 của iPhone 10 khi có một số thông tin về siêu phẩm của nhà táo nhập khẩu chính ngạch sắp về Việt Nam. Theo đó, khi biết thông tin Việt Nam vẫn chưa có tên trong danh sách mở bán iPhone 10 đợt 2 vào ngày 23 tháng 11 tới đây của Apple, thì doanh nghiệp trong nước đang tranh thủ nhập hàng tại các đại lý ở Hồng Kông, Singapore và hoàn tất thủ tục để vận chuyển về Việt Nam theo đường chính ngạch từ ngày 15 tháng 11. Trước đó thì tại một số cửa hàng bán lẻ như Di Động Việt cũng đã tranh thủ gom hàng từ một số đại lý Apple tại một số thị trường di động trên thế giới như là Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản, v.v. Hiện nay thì thị trường điện thoại chuẩn bị bước vào mùa cao điểm sắp cuối năm, đến các dịp lễ như Noel hay là Tết Nguyên Đán đang đến rất là gần. Ở phân khúc cao cấp, trong khi iPhone 8 và 8 Plus lại không tạo được ấn tượng mạnh mẽ, thì iPhone 10 con át chủ bài của Apple đã tạo ra được sự khác biệt hoàn toàn, trở thành mục tiêu để nhiều người tiêu dùng trong nước sẵn sàng mua sắm. Theo đó, khi nguồn cung đủ đầy thì chắc chắn người dùng sẽ có nhiều cơ hội sở hữu iPhone 10 với mức giá xứng đáng mà không bị độn lên quá cao như đợt mở bán đầu tiên. Hiện tại thì giá của iPhone 10 tại hệ thống cửa hàng bán lẻ Di Động Việt giữ ở mức giá là 81.979.000 cho phiên bản quốc tế 64GB và hơn 36.000.000 cho phiên bản 256GB. Cá nhân mình nghĩ thì khi số lượng hàng iPhone 10 nhập khẩu chính ngạch về đến Việt Nam thì mức giá iPhone 10 chắc chắn sẽ có sự biến động, nhưng lại không quá nhiều đâu. Các bạn cùng dự đoán xem là giá cả biến động như thế nào. Và trong khi chờ đón những đợt hàng tiếp theo thì các bạn hãy cùng mình tham gia cái mini game sở hữu iPhone 10 với giá 0 đồng mà mình đã có đề cập rất là nhiều ở video trước rồi. Các bạn còn nhớ game này chứ? Không nhớ cũng không sao đâu, mình đã để sẵn link ở bên dưới, các bạn chỉ cần nhấp vào và làm theo các bước trong ấy là đã đem về cho mình cơ hội sở hữu iPhone 10 rồi. Có nhiều bạn cho rằng là nó hơi phức tạp và sợ không công bằng, nhưng mình nghĩ là các bạn làm theo thứ tự các bước thì sẽ dễ hơn. Mình vừa thử vận may và vừa trở thành thành viên của cộng đồng Di Động Việt và Di Channel để cùng chém gió và cập nhật những tin tức về công nghệ cũng thú vị đúng không nào. Cuối cùng thì mình xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Di Channel và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.